Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 1 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Chính Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Nam Định, trong ngày hôm qua 31 tháng 7, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận thêm 12 trường hợp trở về từ Đà Nẵng có nguy cơ cao với Covid-19. Ngoài 7 bệnh nhân Covid-19 đã được xác định, toàn tỉnh chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. 12 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19 được tiếp nhận trong ngày hôm qua 31 tháng 7, gồm 4 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc, 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên. Các trường hợp này đã được lấy mẫu và đang tiến hành xét nghiệm. Trong ngày hôm qua 31 tháng 7, Cơ sở cách ly khách sạn Hồi An tiếp nhận thêm 6 trường hợp chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh. Hiện khách sạn đang cách ly 37 trường hợp. Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly 73 trường hợp. Toàn tỉnh đã ra soát hướng dẫn cách ly tại nhà 2.696 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, lấy 4 mẫu xét nghiệm các trường hợp này và đang đợi kết quả. Trong ngày 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy 35 mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.